Xin chào tất cả các em, thầy là Quang, giáo viên dạy trực tuyến tại trang khóa học.vz.com. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em học bài số 12, đó là bài sự nổi. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần một đã mã, đó là điều kiện để vật nổi hay là vật chìm. Một đã mã, điều kiện để vật nổi, vật chìm. Và bây giờ chúng ta có các câu hỏi sau đây. Thứ nhất, câu C1. Một vật ở trong lòng chất lỏng nếu chịu tác dụng của những lực nào, phương và chiều của chúng có giống nhau hay không? Thì hôm trước chúng ta đã học trong bài lực đẩy Archimedes, nếu chúng ta nhúng một vật ở trong chất lỏng thì vật đó sẽ chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes là hướng từ dưới lên trên. Và còn mọi khi bình thường thì vật nào của chúng ta cũng sẽ chịu của một lực, gọi là lực hút của trái đất, người ta gọi đó là trọng lực. Vậy thì nếu mà một vật nó được đặt ở trong lòng chất lỏng thì nó sẽ chịu tác dụng của hai lực. Đầu tiên là lực đẩy Archimedes, thứ hai là trọng lực. Và hai lực này thì có sẽ có phương trùng nhau vì đều có phương thẳng đứng. Nhưng một thằng hướng từ dưới lên trên, còn thằng còn lại thì sẽ hướng từ trên xuống dưới. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại câu hỏi C1. Chúng ta sẽ ghi là vật chịu tác dụng của hai, vật chịu tác dụng của hai lực là lực đẩy Archimedes và trọng lực. Rồi chúng ta ghi, thứ nhất là phương thì sẽ là trùng nhau, đều có phương là thẳng đứng. Còn về chiều thì sao? Chiều thì hai thì này sẽ chiều ngược nhau, thì còn lực đẩy Archimedes này, lực đẩy Archimedes sẽ có hướng từ dưới lên trên. Còn trọng lực ở đây, trọng lực hiệu với chữ P nhé, có hướng từ trên xuống dưới, xuống dưới. Ok, đây là câu C1. Rồi, chúng ta trở lại tiếp câu C2. Có thể xảy ra 3 trường hợp sau đây đối với trọng lượng P của vật và độ lớn FA của lực đẩy Archimedes. Trong trường hợp A là lực đẩy Archimedes sẽ nhỏ hơn P, FA nhỏ hơn P. Trường hợp B là FA bằng P và trường hợp C là FA lớn hơn P. Hãy vẽ các vector lực tương ứng với 3 trường hợp trên hình 12.1 ABC và chọn cụm từ thích hợp trong các cụm từ sau để vào chỗ trống ở câu phía dưới hình 2.1. Thứ nhất là chuyển động lên trên, nổi lên trên mặt thoáng. Nghĩa là trong trường hợp nào thì vật sẽ nổi lên trên mặt thoáng, trong trường hợp nào thì vật sẽ chuyển động xuống dưới, hoặc hay là gọi là chìm xuống dưới đáy. Trong trường hợp nào thì vật đứng yên tức là lơ lửng ở trong nước ấy, nó sẽ không nổi lên trên và cũng không chìm xuống phía dưới. Đây các em nhìn vào hình 12.1, đây chúng ta có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trường hợp lực đẩy Archimedes là nhỏ hơn P. Đây lực đẩy, bây giờ chúng ta còn phải vẽ lại các vector lực tương ứng trong 3 trường hợp trên. Bây giờ chúng ta phải vẽ các vector này. Đầu tiên là vẽ FA đúng không? FA và vẽ P trước kìa. P thì hướng xuống dưới, hướng từ trên xuống dưới. Chúng ta vẽ một vector hướng từ trên xuống. Đây là vector P và có độ lớn như thế này. Các em phải nhớ vẽ cho nó dài ra một tí nhá. Đây là trọng độ lớn của P này. Hơn FA nhỏ hơn P, vậy chúng ta biểu diễn được là vẽ phải biểu diễn FA sẽ sao cho nó nhỏ hơn P, nghĩa là độ dài vector FA nó sẽ phải ngắn hơn độ dài vector của P, vậy chúng ta vẽ ngắn hơn thôi. Đây, vẫn bắt đầu từ gốc đây. Thế trên này, đây chính là FA. Ok, vậy thì chúng ta thấy là bây giờ ta có P mà nhỏ hơn FA, à P lớn hơn FA, vậy thì phần này lực bị kéo xuống nhiều hơn, vậy thì lúc này vật nó sẽ chìm xuống dưới đáy bình. Vậy chúng ta điền số 2 vào đây. Lúc này chúng sẽ có là trường hợp chìm xuống dưới đáy bình này. Đây, chúng ta ghi số 2 vào chỗ vật này. Chỗ này dài quá không biết được thì chúng ta ghi số 2 thôi nhé. Đây, chúng ta ghi 1, 2, 3 này. Rồi, sang hình B. FA bằng P, vậy bây giờ chúng ta vẽ hai vector lực bằng nhau. FA, có thể chỉ vẽ P để đây thôi. Vậy chúng ta cũng vẽ FA, nó cũng dài bằng P. Đây, dài lên đây. Đây là FA. Ok, vậy trong trường hợp này thì hai lực này cân bằng nhau. Hai lực này gọi là hai lực cân bằng luôn.
một thằng hướng xuống dưới, một thằng hướng lên trên cùng tác dụng vào một vật và cùng phương ngược chiều. Như vậy là trong trường hợp này thì vật đang đứng yên, nơ đứng ở trong nước, vậy nó sẽ tiếp tục đứng yên. Vậy trong trường hợp này thì nó chính là câu số 3, đứng yên, nơ đứng trong chất lỏng. Rồi sang phần C, phần cuối cùng, FA lớn P. Vậy chúng ta cũng vẽ vector, đây vector P đi, và vẽ vector P à, FA lớn hơn. Đây, FA dài ra như thế này. Như vậy là lực bị đẩy lên trên nhiều hơn lực bị hút xuống dưới. Vậy là vật nó sẽ nổi lên trên mặt nước. Vậy trong trường hợp này nó là trường hợp 1, chuyển động lên trên, nổi lên mặt thoáng. Trường vật 1. Ok, đây chính là câu C2. Các em làm luôn vào trong vật và biểu diễn các vector được này. Trong trường hợp A thì vẽ vector P dài hơn vector FA, và trong trường hợp này thì vẽ bằng nhau. Trường hợp này thì FA lại vẽ phải dài hơn vector B. Chúng ta đã học cách vẽ, cách biểu diễn lực ở trong các bài trước rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sang phần 2 các bạn ơi. Độ lớn của lực đẩy Archimedes khi vật nổi lên trên mặt thoáng. Độ lớn của lực đẩy Archimedes. À, vậy thì sau câu C2 thì chúng ta sẽ biết được là nếu mà để quyết định một vật nổi lên hay là chìm xuống thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào P và F3. Nếu P mà lớn hơn F3 thì vật sẽ chìm xuống, P bằng F3 thì vật sẽ nằm trong nước, còn P mà nhỏ hơn F3 thì vật lúc này sẽ nổi lên. Đây chính là 3 điều kiện để vật nổi hay là vật chìm hoặc là vật nơ lửng trong nước. Bây giờ chúng ta sang phần 2 la mã, là độ lớn của lực đẩy Archimedes khi vật nổi lên trên mặt thoáng của chất lỏng. 2 la mã, độ lớn của lực đẩy Archimedes. Đây, Archimedes khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng. Chất lỏng. Ok, bây giờ chúng ta đã đi trả lời các câu hỏi C3, C4, C5 trong phần 2 la mã. Câu C3 này, tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi? Tại vì nếu mà chúng ta nhúng chìm vào trong, bây giờ giả sử chúng ta nhúng chìm miếng gỗ vào trong nước, kem nhìn vào hình 12.2 đây, nếu chúng ta nhúng chìm vào trong nước thì vật lúc này sẽ chịu tác dụng của hai lực. Thứ nhất là lực trọng lực hút xuống, thứ hai là lực đẩy axit vật đẩy lên trên. Lúc này vật nổi lên trên mặt nước chính là do lực đẩy axit khi vật ở trong nước sẽ lớn hơn trọng lượng của vật, do đó mà vật lúc này sẽ nổi lên. Chúng ta vừa học điều kiện để vật nổi lên ở trong phần 1 đáp án xong. Như vậy thì các em trả lời cho thầy đó là vì khi nhúng chìm miếng gỗ vào trong nước thì lực đẩy Archimedes lớn hơn trọng lượng của vật, này. Do đó vật nổi lên. Đây, ok, câu C4. Nhớ em nhớ là bây giờ nếu chúng ta nhúng chìm vào trong nước thì lực đẩy Archimedes mới nổi lên trên. Còn trong trường hợp mà vật nổi lên trên mặt nước rồi thì lực đẩy Archimedes có bằng trọng lượng của vật hay không? Đó chính là câu hỏi C4 này. Người ta hỏi khi mà gỗ nổi lên trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Archimedes có bằng nhau hay không? Tại sao? Thì câu trả lời là lúc này sẽ bằng nhau. Tại vì nó đã nổi lên trên mặt nước rồi. Tức là lúc này trọng lượng hút xuống nó sẽ bằng lực đẩy Archimedes, vì miếng gỗ lúc này sẽ đứng yên ở trên mặt nước. Do vậy chúng ta sẽ có là nếu mà nổi lên trên mặt nước thì hai lực này sẽ bằng nhau, còn nếu mà chìm trong nước thì lực này sẽ lớn hơn. Nếu mà lúc chúng ta nhúng chìm vào trong nước ấy, thì lực này Archimedes lớn hơn nên mới làm cho miếng gỗ này nổi lên. Còn đã nổi lên rồi thì hai lực này nó sẽ bằng nhau. Để em ghi lại cho thầy. Khi miếng gỗ nổi lên thì lúc này miếng gỗ nằm cân bằng. Do đó lực đẩy Archimedes bằng với trọng lượng của vật
bằng với trọng lực P đấy. Vật rồi, khi vật nổi lên, em mình nhớ đây chính là khi vật nổi lên nhé, khi vật nổi lên, khi vật nổ đây. Ok rồi, cuối cùng chúng ta sang câu C5. Độ lớn của đợt Archimedes được tính bằng biểu thức FA bằng D nhân V, trong đó D là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì? Trong các câu trả lời sau đây, câu trả lời là không đúng. Chúng ta học ở bài hôm trước thì chúng ta có là lực đẩy Archimedes sẽ bằng FA D bằng D nhân V này. D là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V chính là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Vậy thì chúng ta sẽ chọn câu trả lời và là câu A này. V là thể tích của phần nước bị vật chiếm chỗ, bị miếng gỗ chiếm chỗ. Cũng đúng đúng không? Phần nước bị miếng gỗ chiếm chỗ thay cho câu phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Câu B là thể tích của cả miếng gỗ. Vậy câu B chính là câu không đúng. Nó không phải là thể tích của cả miếng gỗ. Nếu mà vật nổi lên như trong hình 12.2 này thì phần chất lỏng mà bị vật chiếm chỗ nó chỉ được phần gạch chéo ấy thôi, phần xanh xanh bị gạch chéo này. Còn phần nổi lên trên này không bị chiếm phần, đó chính là phần chất lỏng không bị vật chiếm chỗ. Nghĩa là không phải toàn bộ hoàn toàn thể tích của miếng gỗ. Chính là thể tích V ở đây mà nó chỉ là phần nhúng ở trong nước thôi. Còn câu C, vậy câu B không đúng rồi nhá. Câu B chúng ta ở đây không đúng ở đây. Câu C, V là thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nước. Cũng đúng. V là thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nước, đúng không? Đây, miếng gỗ chìm trong nước. V là thể tích phần gạch chéo trong hình 12.2. Ok, nó chỉ là phần gạch chéo trong hình 12.2. Vậy trong câu C5 chỉ có đáp án B là không đúng. Vậy các em ghi lại cho thầy. Câu C5 là đáp án B. Rồi, ok. Bây giờ sang phần 3 đáp án là vận dụng. Nhưng mà xong phần 2 đáp án chúng ta biết là thể tích của lực đẩy Archimedes nó không phải hoàn toàn bằng thể bằng D nhân V. V ở đây không phải hoàn toàn là bằng thể tích của vật mà chỉ là thể tích của phần nước bị vật chiếm chỗ. Hay là nếu mà vật một vật nổi ấy, thì chúng ta sẽ tính cái phần mà nó nằm trong nước thôi, không được tính toàn bộ thể tích của vật. Nếu mà vật chìm trong nước thì chúng ta chắc chắn là tính được luôn rồi. Nhưng mà đây trong trường hợp nổi lên trên mặt thoáng thì nhớ là phải V này chỉ là phần được nhúng vào trong nước thôi, còn phần nổi lên trên thì chúng ta không tính nhá. Rồi bây giờ chúng ta sang phần 3 đáp án vận dụng trả lời các câu hỏi. 3 đáp án vận dụng. Biết P bằng DV nhân V, trong đó DV là trọng lượng riêng của chất làm vật, V là thể tích của vật, FA bằng DL nhân với V, trong đó DL là trọng lượng riêng của chất lỏng. Hãy chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập vào trong chất lỏng thì vật sẽ chìm xuống khi DV lớn hơn DL. Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi DV bằng DL và vật sẽ nổi lên trên mặt chất lỏng khi DV nhỏ hơn DL. Thì câu này thì chúng ta sẽ dựa vào điều kiện để vật nổi hay vật chìm để trả lời. Và câu C6 chúng ta trả lời sau. Chúng ta có là đầu tiên vật chìm xuống, trường thứ nhất là vật chìm xuống này, vật chìm xuống, chìm xuống thì ta sẽ lấy ra suy ra P nó sẽ phải lớn hơn FA, đúng không? Trọng lực nó phải lớn hơn được để Archimedes thì nó mới chìm xuống được. Do đó chúng ta thay vào tương đương P thì người ta cho chính là bằng DV trọng lượng riêng của vật nhân với thể tích của vật, nó sẽ phải lớn hơn D trọng lượng của chất lỏng nhân với thể tích của phần chất, thể tích của chất lỏng bị vật chiếm chỗ. V ở đây là bằng nhau rồi, vậy chúng ta sẽ suy ra là cả DV lúc này sẽ lớn hơn DL. Vậy đúng như trong trường hợp người ta bảo chúng ta chứng minh DV lớn hơn DL. Ok, đây là ý thứ nhất. Tiếp theo ý thứ hai, vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi DV bằng DL. Vậy trong trường hợp hai thôi, ta có vật lơ lửng trong chất lỏng thì chúng ta sẽ có là gì nhỉ? P bằng FA, hai lực cánh cân bằng nhau thì chúng sẽ lơ lửng. Vậy chúng ta sẽ có tương đương là DV nhân với V ở đây bằng DL nhân với V. Vậy chúng ta sẽ suy ra DV sẽ bằng DL bằng cách chia cả hai vế cho V. Ở trên chúng ta chia cả hai vế cho V nhé, rút gọn V đi thì chúng ta sẽ có DV lớn bằng DL. Ok rồi, cuối cùng là vật nổi lên trên mặt nước, nổi lên trên, vật nổi lên trên thì điều kiện cuối cùng của chúng ta chính là P sẽ nhỏ hơn FA, trọng lượng nhỏ hơn được với Archimedes, tương đương DV nhân với V bằng DL nhân với V. Lúc này chúng ta cũng rút ra được là DV
sẽ nhỏ hơn DL. Ok, câu C6 chúng ta áp dụng điều kiện để vật nổi hay vật chìm và vật lơ lửng trong mặt nước. Và bây giờ chúng ta chuyển sang câu C7. Hãy giúp Bình trả lời An trong phần mở bài. Biết rằng con tàu không phải là một khối thép đặc mà có nhiều khoang rỗng. Và chúng ta mở lại câu hỏi phần đầu bài. Có một câu hỏi đối nhau như này. An, tại sao khi thả một vật khi thả vào nước thì hòn bi gỗ nổi còn hòn bi sắt lại chìm? Bình, vì hòn bi gỗ nhẹ hơn. An, thế tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi thép lại nổi còn hòn bi thép lại chìm? Bình như vậy không biết trả lời nào đúng không? Vì chúng ta thầy sẽ trả lời cho các em. Đó là vì con tàu của chúng ta ấy, thuyền ấy thì không phải là nó sẽ không phải là một khối đặc mà trong nó có nhiều khoang rỗng và chứa các thiết bị khác, nó không phải hoàn toàn bằng thép đặc nhé. Nó có rất nhiều khoang để chúng ta ở bên trong sẽ không bị ngập nước đúng không? Vậy khi đó thì nó sẽ ở bên trong nó có không khí. Vậy thì khi đây này nó không phải là một con tàu bằng rỗng như hòn bi sắt, nên khi nó trọng lực cái Archimedes tác động lên con tàu nó sẽ nhỏ hơn so với trọng, nó sẽ lớn hơn so với trọng lượng của con tàu lực đẩy đẩy. Và nên tại vì phần thể tích của vị vật chủ chỗ này bị nhiều, con tàu nó sẽ rộng lớn. Con tàu thì người ta sẽ thường làm rất là lớn đúng không? Vậy thể tích của nó sẽ cũng rất là lớn. Vậy lực đẩy Archimedes này sẽ lớn hơn trọng lượng của cả con tàu, mặc dù con tàu rất là nặng. Ok, vậy thì em ghi lại như sau. Vì tàu không phải là một khối đặc mà có nhiều khoang rỗng. Lên con tàu có thể tích rất lớn. Do đó lực đẩy Archimedes thì lại phụ thuộc vào thể tích của vật nằm trong nước. Lực Archimedes lớn và lớn hơn trọng lượng của con tàu. Vì vậy tàu nổi lên trên mặt nước rồi nên trên mặt nước. Rồi, đây là câu C7. Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu C8. Thả một hòn bi thép vào thủy ngân thì bi nổi hay chìm? Tại sao? Nào, thả một hòn bi thép vào thủy ngân. Vậy câu hỏi này thì các em sẽ phải xem là lực đẩy Archimedes khi hòn bi ở trong thủy ngân nó sẽ lớn hơn trọng lượng của hòn bi thép hay không. Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi C8. Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cần phải xem là khối lượng riêng ở trọng lượng riêng của thép là bao nhiêu và trọng lượng riêng của thủy ngân sẽ là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ biết là lúc này vật hòn bi thép sẽ nổi chìm. Thì các em sẽ tra trên mạng sẽ thấy được cả, hoặc các em tra trong các sách tham khảo, chúng ta biết là trọng lượng riêng của bi thép D thép bằng 78.000 newton trên mét khối. Đây là trọng lượng riêng của thép nhé. Còn trọng lượng riêng của thủy ngân thì chúng ta sẽ có là 136.000. Chúng ta học trong bài áp suất khí quyển rồi, trọng lượng riêng của thủy ngân là 136.000 newton trên mét khối. Rồi chúng ta đây có là gì nhỉ? P khối lượng của viên thép, chúng ta suy ra khối lượng của thép, trọng lượng của thép sẽ bằng D của phần bi nhân với V đây của thép nhé, DT nhân với V. Mà trong đó FA này bằng D của thủy ngân này ngân nhân với V. Giả sử ta nhúng chìm hoàn toàn hòn bi vào trong thủy ngân thì V này sẽ là 2V bằng nhau. Mà D của thép, đây chính là chữ thép nhé, nhỏ hơn D của thủy ngân
Thứ nhất, đây, thứ hai ta suy ra là P lúc này sẽ nhỏ hơn FA. Nghĩa là trọng lượng của hòn bi thép lúc này sẽ nhỏ hơn FA. Đây là 70, đây D của thép là 78.000, nhưng trọng lượng riêng của thủy ngân lại là 136.000 cơ. V là 2V bằng nhau rồi, tại vì chúng ta nhúng hoàn toàn hòn bi vào trong nước. Như vậy là P nhỏ hơn FA, thứ ta suy ra là hòn bi sẽ nổi lên trên thủy ngân. Vậy suy ra hòn bi nổi lên trên, nổi lên trên thủy ngân. Ok, như vậy là để biết là một vật nổi hay chìm thì chúng ta còn phải đi tìm trọng lượng riêng của chất lỏng và trọng lượng riêng của vật nữa. Đấy, các em có thể tra trên mạng ra D của thép và D của thủy ngân thì các em đã học ở trong bài áp suất khí quyển. Rồi, bây giờ chúng ta sang câu số 9 là câu hỏi cuối cùng của bài ngày hôm nay. Hai vật M và N có cùng thể tích được nhúng ngập vào trong nước. Vật M chìm xuống đáy bình, còn vật N nó đựng trong chất lỏng. Ngoại PM, FAM là trọng lượng và lực đè cm tác động lên vật M. PN và FAN là trọng lượng của lực đè cm tác động lên vật N. Chọn dấu bằng nhỏ hơn, lớn hơn thích hợp với các ô trống. Nào đây chúng ta có gì nhỉ? Chúng ta có hai vật M và N này cùng thể tích được nhúng ngập trong nước. Vật M thì chìm xuống đáy bình, còn vật N thì nó đựng trong chất lỏng. Vậy thì chúng ta có các điều kiện ở câu số 9. Vật M thì chìm, vật N thì nơ đựng. Vật M chìm đúng không? M chìm thì chúng ta có là P của M sẽ lớn hơn F A M lực đẩy axiomet tác dụng lên vật M. Còn vật N thì nơ đựng trong chất lỏng, vậy chúng ta có trọng lượng của chất lỏng. Trọng lượng vật N sẽ bằng lực đẩy axiomet tác dụng lên vật N. Từ đây thì chúng ta sẽ có các công thức như sau. Hai vật này là cùng thể tích này, hai vật giống hệt nhau, cùng thể tích được nhúng vào trong nước, nghĩa là V rồi hai thằng bằng. Bây giờ chọn các dấu bằng nhỏ hơn và lớn hơn cho các ô trống. Người ta hỏi là FAM và FAN như thế nào với nhau. FAM với FAN thì hai vật này mà có cùng thể tích ấy, thì chúng sẽ như thế nào nhỉ? Chúng sẽ có trọng lượng bằng nhau không? Hai vật có cùng thể tích, cùng thể tích nhưng mà trọng lượng riêng khác nhau. Các em cùng đọc lại xem là hai vật M và N cùng thể tích được nhúng ngập vào trong nước. Đây nhúng ngập vào trong nước, vậy là F trọng lượng riêng của chúng sẽ bằng nhau rồi. Trọng lượng một phần chất lỏng sẽ bằng nhau rồi. Thể tích của chúng bằng nhau, vậy chữ F của hai chúng sẽ bằng nhau đúng không? Cùng nhúng ngập vào trong nước, cùng một chất lỏng nhé. Vậy thì F của chúng sẽ bằng nhau vì cùng thể tích đều được nhúng ngập vào trong nước. Và chúng ta có là gì? Có FAM. Người ta suy ra FAM sẽ bằng FAN mở ngoặc ra vì cùng trong nước, trong nước và thể tích bằng nhau, thể tích bằng nhau. Rồi mà hai thằng này bằng nhau thì các em có thể rút ra được là từ đây em nhìn đây, đây FAM bằng FAN, vậy chúng ta sẽ tương đương gì mà FAN lại bằng P đúng không? Vậy chúng ta sẽ có là PM lớn hơn PN. Đây chúng ta thấy là chỗ thằng FAN này chỉ chính là PN, mà FAM lúc này suy ra FAM bằng PN, vậy mà suy ra thằng này sẽ phải lớn hơn thằng này. Đây thầy sẽ ghi lại cho các em như sau. Và đã suy ra là FAM lực đẩy axiomet tác dụng lên M sẽ bằng PN nữa này. Từ đây về đây ta suy ra nếu mà hai thằng cùng bằng với một thằng, vậy hai thằng này sẽ bằng nhau. Mà từ đây ta suy ra, vậy áp dụng thằng này với thằng này đây ta sẽ có là PM sẽ lớn hơn PN. Đây chúng ta rút ra một ý nữa. Và ta còn hỏi gì nữa? Chúng ta điền vào ô trống. Ở đây chúng ta điền là bằng nhau đã này. Đầu tiên là điền bằng nhau. FAM với PM. FAM với PM thì thằng M chìm nên thằng này sẽ nhỏ hơn. Đúng không? Chìm. Do đó lực đẩy axiomet sẽ nhỏ hơn trọng lượng. FAN với PN, thằng này thì nó nổi trong mặt nước thì nó sẽ nổi trên mặt nước. Còn thằng cuối cùng PM với PN, PM với PN thầy vừa rút ra cho các em xong là PM sẽ lớn hơn PN, tại vì do hai thằng lực đẩy axiomet sẽ bằng nhau. Thằng này bằng thằng này, thằng này bằng thằng này, lớn hơn thằng này, do đó thằng này phải lớn hơn thằng này. Như vậy chúng ta sẽ điền dấu lớn hơn ở đây. Ok, như vậy thầy đã điền xong cho các em câu số 9 và cũng là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Và để xin kết thúc bài học chúng ta hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo.